Mọi người thấy chưa? Đấy. Bên em nhập cả rổ 6S này. Tú Vân Mobile xin kính chào mọi người. Hôm nay em lên video để giới thiệu cho mọi người một số máy iPhone 6S mà bên em tuyển chọn để mà nhập về bán cho mọi người. Thì máy bên em không có nhiều. Đây, lý do là như thế này mọi người nhé. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy. Bên em nhập cả rổ 6S này. Đấy. Nhưng mà chỉ tuyển chọn ra được cho mọi người là bán số này thôi mọi người nhé. Đấy. Còn số này thì bên em sẽ bán theo kiểu khác. Đấy. Bán cho thợ mọi người nhé. Thì tất nhiên là khách thì có khách nọ thì khách kia, còn riêng khách lẻ thì bên em sẽ không bán cho những cái máy mà nó có vấn đề dù chỉ một chút mọi người nhé. Đây em ví dụ cho mọi người chiếc máy này mọi người nhé. Máy này là iPhone 6S quốc tế 64GB. Máy này thì có ngoại hình rất là đẹp, phải nói là đến 99,9% mọi người nhé. Đấy, và vỏ của nó thì em đảm bảo mọi người là chắc chắn 100% là vỏ zin luôn. Và nó có những cái đặc điểm của máy zin mọi người nhé. Máy của nó đẹp như thế này, quá là đẹp luôn, không có xước, không có cấn gì cả. Đấy. Và nó có những cái đặc điểm của máy zin, ví dụ như thế này. Đây mọi người nhìn cái khe này. Đấy. Khe giữa vỏ và màn hình mọi người nhé. Đấy. Nó rất là khít như này, khít 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 như này, và nó đều như thế này, đều tắp tắp mọi người nhé. Đấy. Đều tắp tắp luôn, không có chỗ nào hở nhiều cả. Đấy. Nó khít 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 như thế này. Đấy. Cam trước cân này, cam sau cân. Cam sau thì cũng rất là xanh biếc luôn. Và đây. Ốc đít thì không có xước, không có tù tòe gì hết. Đấy, chưa có dấu hiệu mở ra mọi người nhé. Đấy. Nhưng nó có một cái đặc điểm như này. À đây, còn cái màn hình nhá. Màn hình thì chưa có dấu hiệu ép kính. Đấy, những cái viền đen này rất là cần mọi người nhé. Đấy, những cái viền đen này rất là cần, màn rất là sáng đẹp, không có phản quang, không có gì cả. Đấy. Khay sim thì chắc chắn là theo máy này rồi. Rồi mọi người nhé. Nhưng nó có một cái đặc điểm như thế này mà em không bán được cho mọi người. Đấy. Một cái đặc điểm rất là nhỏ mà khi mà đi lựa máy thì em cũng bị sót này. Khi mà về thì kiểm tra kỹ lại thì là ô máy zin đẹp như thế này mà nó lại có một tí ở trong cái camera sau như thế này. Đấy. Đây mọi người nhìn rõ chưa? Để cái bút vào nhé. Đấy mọi người. Đây này, nó có một cái chấm này. Thì em cũng không hiểu là cái chấm nó là cái gì, nó có phải là bụi hay không. Đấy. Đấy, thì đối với những chiếc máy mà chỉ cần có một tí như thế này thì em cũng không bán được cho mọi người nhé. Đấy. Đấy, nhưng mọi người phải hiểu là bên em bán máy cho mọi người rất là kén máy. Đây, cái camera của máy thì rất là nét mọi người nhé, rất rất là nét luôn. Đây em chụp thử cho mọi người một kiểu nhé, xong đó em zoom lên. Đây, ảnh vừa chụp đấy đúng không? Đây, em zoom lên cho mọi người xem nhé. Mọi thấy gì chưa? Mọi người thấy nét chưa? Đây. Mà trong khi đó nó nhỏ như thế này. Đây. Ảnh nó nhỏ như thế này mà zoom nó nét như thế nhá, mọi người nhé. Đây, em sẽ zoom ở chỗ này. Cái chữ này là nó là rất là nhỏ. Đấy, em zoom lên nhé. Thấy chưa? Đấy, em đọc được luôn nhé. Design by Apple in California này, tức là được thiết kế ở California mọi người nhé. Đấy. Nó nét như thế mà nó chỉ cần có một chút nó nhỏ nhỏ như thế. Đấy, mà bên em đã không bán được cho mọi người nhé. Đấy. Nên là máy của bên em bán cho mọi người phải nói là rất là kén luôn. Dạ vâng, và bây giờ thì em sẽ đi đến review những chiếc máy của ngày hôm nay. Đầu tiên là một chiếc máy iPhone 6S phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình của máy thì máy này đẹp keng mọi người nhé. Hầu như không có cái dấu vết gì cả. Đẹp đến mức xuất sắc luôn. Một chiếc máy màu hồng phiên bản 64GB. Máy này là máy chưa bung mọi người nhé. Cái loại máy này rất là hiếm trên thị trường. Mọi người dùng những chiếc máy như thế này thì nó rất là bền mọi người nhé. Lỡ tay mọi người có đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi của nó rất là thấp. Và bên em dám bảo hành cho mọi người cả màn hình mọi người nhé. Thì những chiếc máy zin như thế này thì rồi cái tỷ lệ lỗi màn hình của nó rất là thấp mọi người nhé. Đấy. Và những cái chức năng như thế là camera của nó rất là nét mọi người. Riêng pin thì dùng theo năm tháng thì nó sẽ bị hao mòn mọi người nhé. Còn những cái chức năng khác thì nó sẽ gần tương đương như lúc máy xuất xưởng mọi người nhé. Đấy. Cam của nó rất là đẹp. Đấy, cam trước này
rất là nét mọi người nhé, rất là đẹp và nét. Để em tăng độ sáng màn hình lên. Đấy mọi người nhìn được cái màn rất là đẹp mọi người nhé. Cái dòng 6S này thì rất là nhiều máy màn hình đã ám rồi mọi người nhé, mà chiếc máy này còn giữ được cái màn hình như thế này, phải nói là đẹp xuất sắc, đẹp gần tương đương với máy khi mà vừa mới xuất xưởng mọi người nhé. Em thử vân tay cho mọi người, vân tay rất là nhạy mọi người nhé, máy zin vân tay rất là nhạy. Đấy, loa to rõ mọi người nhé. Máy này thì viên pin còn 83%, máy này thì em để cho mọi người giá là 2.600.000 rồi mọi người nhé, đã bao gồm tất cả các loại phí. Đấy, phụ kiện thì bên em sẽ tặng cho mọi người là cáp sạc, ốp cường lực, tai nghe, cây lấy sim mọi người nhé. Khi mà nhận thì tổng cái số tiền mọi người phải trả là 2.600.000, tức là Tú Vân Mobile sẽ không tính thêm bất cứ một cái khoản phí nào của mọi người nhé. 2.600.000 là đã bao gồm tất cả rồi, kể cả phí vận chuyển mọi người nhé. Đấy, một chiếc máy phải nói là hiếm có, khó tìm mọi người nhé. Thứ hai trong ngày hôm nay là một chiếc máy iPhone 6s quốc tế phiên bản 128GB. Bên em thì chỉ bán máy quốc tế thôi mọi người nhé, và bao quốc tế trọn đời, tức là bất cứ khi nào máy của mọi người tự nhiên mà biến thành một chiếc máy lắp thì cứ gọi điện cho em sẽ đổi cho mọi người một chiếc máy khác tương đương mọi người nhé. Chiếc máy thứ hai thì có số email là 4368, iPhone 6s quốc tế 128GB. Máy này thì ngoại hình cũng đẹp kem mọi người nhé, đẹp kem, không có dấu vết gì cả mọi người nhé, không có dấu vết gì cả. Và pin theo máy thì nó ở mức bảo trì rồi mọi người. Thì đối với những cái chiếc máy mà có pin dưới 80 thì bên em sẽ thay miễn phí cho mọi người một viên pin dung lượng cao mọi người nhé. Mua máy này thì mọi người rất là có lợi luôn. Máy này thì em sẽ để cho mọi người giá là 2.900.000, 2.900.000 mọi người nhé. Màn hình rất là đẹp, phiên bản 128GB. Chiếc máy tiếp theo có số email là 6777. Chiếc máy này thì bên em đã mở ra rồi mọi người nhé. Thì khi mà mở ra thì bên em có cái video. Đây, video mở máy của máy đấy, đó đây mọi người nhé. Hàng hiếm iPhone 6S 128GB, email đẹp. Mọi người cứ vào cái video này của bên em xem thì sẽ rõ là cái chất lượng của máy này mọi người nhé. Máy này thì đã mở ra rồi và có video chứng minh là khi mà mở máy là cái máy này là lần đầu tiên được mở ra mọi người nhé. Máy thì quá là đẹp, tại vì em thấy là máy nó quá là đẹp, đẹp xuất sắc như thế. Tại sao mà lại có một chiếc máy mà iPhone 6S bây giờ mà nó lại đẹp đến cái mức như thế, đẹp nó như mới luôn mọi người, nên là em phải mở ra kiểm tra. Và cái máy này thì đây có cái số email rất là đẹp mọi người nhé, 6777. Cái con số 7 đối với người theo Thiên Chúa giáo này, với lại người phương Tây thì nó mang một cái ý nghĩa may mắn mọi người nhé. Còn có những người thì cũng dịch theo cái ý nghĩa là 7 là thất. Đấy, thì tùy mọi người, nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái số email đặc biệt đẹp mọi người nhé, 6777. Đấy. Và máy này thì có date rất là mới. Date của nó là năm 2019 mọi người nhé, mặc dù là 6S ra đời từ năm 2015. Máy này thì viên pin còn 86% và máy này thì bán dưới dạng là máy siêu tầm mọi người nhé. Giá nó sẽ hơi cao hơn một chút là 3 triệu mọi người nhé. 3 triệu thì đã bao gồm tất cả các loại phí rồi. Đấy, chứ bên em không tính thêm bất cứ một cái khoản phí nào đối với mọi người nhé. Và chế độ bảo hành thì bao gồm cả màn luôn. Đấy, màn hình thì các shop khác rất là ngại bảo hành mọi người nhé. Đa số các shop trên thị trường sẽ không bảo hành màn hình. Có thể là bảo hành 3 tháng, 6 tháng chẳng hạn, nhưng mà sẽ đóng ngoặc mở ngoặc là không bao gồm màn hình mọi người nhé. Cái màn hình là cái nặng nhất. Máy tiếp theo có số email là 6298, máy iPhone 6S 128GB. Cũng là date năm 2019 mọi người nhé, date rất là mới. Và máy này thì chưa bung mở, chưa bung mở, ngoại hình thì đẹp như mới luôn mọi người nhé, đẹp như mới luôn. Nói chung là máy hiếm có, khó tìm. Máy này em để cho mọi người giá là 3 triệu mọi người nhé, 3 triệu. Pin theo máy thì còn 86%. Chiếc máy cuối cùng thì máy này là máy phẩy mọi người nhé, nhưng mà được cái là zin chưa bung.
Đây, nó phải đây mọi người nhé. Đây là những vết chơi và cấn nhẹ mọi người nhé. Đấy. Máy này thì viên pin theo máy còn 85%. Đây, màu sắc của cái vỏ ở chỗ này thì nó hơi khác so với ở chỗ này mọi người nhé. Đấy. Đấy. Đây này. Cả ở cái điểm này nữa mọi người nhé, nó hơi khác so với ở ngoài này. Máy này thì em để cho mọi người giá là 2.300.000 mọi người nhé. Đấy, một chiếc máy zin chưa bung luôn. Đấy, đến đây thì em xin kết thúc video. Mọi người đặt mua máy vui lòng liên hệ với em qua hai số hotline là 0818 463 888 0763 911666 mọi người nhé. Địa chỉ cụ thể của bên em ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Đối với khách hàng ở miền Bắc và miền Trung thì bên em chuyển sẽ vào khoảng 1 đến 2 ngày. Ở cuối miền Trung thì sẽ là 2 ngày mọi người nhé. Còn bình thường là 1 ngày. Còn nếu mà khách hàng ở trong miền Nam thì bình thường là 3 ngày. Nếu mà chậm thì là 4 ngày hoặc là cùng lắm là 5 ngày mọi người nhé. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng lỗi 1 đổi 1, bao gồm cả nguồn màn hình Face ID, vân tay và phụ kiện, coi như là bảo hành tất cả cho mọi người nhé. Nếu mọi người không lấy bảo hành nguồn màn hình thì bên em sẽ bảo hành cho mọi người trong vòng 1 năm luôn mọi người nhé. Và ngoài ra thì bên em còn một cái chính sách rất là giá trị là bao đổi cho mọi người trong 2 ngày đầu tiên nếu mọi người không ưng ý mọi người nhé. Ví dụ như mọi người mua một chiếc máy rất là hoàn hảo như này, không có bất cứ một cái lỗi gì cả, không có một cái gì để chê cả, nhưng mà mọi người nói là mọi người không thích. Đấy. Trong 2 ngày đầu tiên em sẽ đổi cho mọi người nhé. Và chiếc máy tiếp theo mọi người không thích em vẫn đổi cho mọi người nhé. Đổi đến bao giờ mọi người thích thì thôi mọi người nhé. Đấy, sự hài lòng của khách hàng đối với Tu Vân Mobile thì nó rất là quan trọng. Em xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và lựa chọn cho mình được một chiếc máy thật sự ưng ý và thật sự chất lượng. Mọi người có thể dùng được rất là dài lâu mọi người nhé.